giúp học và những con số biết nói. Theo thống kê của OECD, chỉ trong vòng 2 thập kỷ, số lượng du học sinh trên toàn thế giới đã nhảy vọt từ con số 2 triệu năm 1998 lên 5,3 triệu năm 2017. Trong đó, số sinh viên du học bậc đại học chiếm 23%. Với khoảng 200.000 học sinh sinh viên đang học tập tại nước ngoài, Việt Nam đứng thứ 5 trên thế giới về số lượng du học sinh theo UNESCO năm 2017. Tuy nhiên, trên thực tế, ngoài những câu chuyện thành đạt điển hình trên mặt báo, hành trình du học không phải lúc nào cũng ngọt ngào như mong đợi. Nhiều sinh viên cảm thấy khó khăn để đạt được kết quả tốt trong học tập, thậm chí phải học đi học lại mới hoàn thành được chương trình của mình. Có bạn lại quá sa đà trong việc hội nhập và xã hội mới, hoặc quá mải mê vào những việc đi làm mà quên mất mục tiêu chính của mình là học tập. Và hơn thế nữa, nhiều bạn không có một lựa chọn đúng đắn về ngành học, chỉ vì mục tiêu muốn ở lại mà thay đổi ngành học, học nhiều bằng cấp khác nhau nhưng lại không có định hướng nghề nghiệp rõ ràng, nên sau khi tốt nghiệp ra trường, các bạn rất khó để tìm được một công việc phù hợp với trình độ chuyên môn của mình. Làm thế nào để du học thành công? Để du học thành công, sinh viên cần xác định rõ mục tiêu của bản thân, trau dồi các kỹ năng quan trọng trong quá trình vượt biển lớn như kỹ năng sống, kỹ năng học tập bậc đại học và kỹ năng nghề nghiệp. Ngoài ra, các bạn cần nghiên cứu đầy đủ thông tin cần thiết để xây dựng một kế hoạch rõ ràng trước khi bắt đầu hành trình du học. Để giảm thiểu những khó khăn và thất bại khi đi du học, chương trình KFO ra đời nhằm giúp sinh viên cải thiện kỹ năng và năng lực của bản thân, đồng thời giúp các em xây dựng một kế hoạch học tập cụ thể, sẵn sàng cho hành trình học tập môi trường quốc tế. Chương trình KFO chìa khóa du học thành công, trang bị nền tảng vững chắc về kiến thức và kỹ năng, giúp học sinh sinh viên thành công và tỏa sáng cho hành trình du học tại một trong những đại học hàng đầu thế giới. Lựa chọn KFO, bạn sẽ được vạch sẵn lộ trình học tập rõ ràng, học tập tại các đại học hàng đầu thế giới, giao lưu kết nối với cộng đồng du học rộng mở. Lộ trình học bao gồm 1. Chương trình học Future Me, 2. Tiếng Anh cho đại học EFU, 3. Du học Global Pathways. Phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây, du học Pathways không phải là một giải pháp tình thế giữa đại dịch Covid-19. Trong thế giới phẳng hiện nay, du học Pathways đang và sẽ trở thành xu hướng du học mang tính bền vững. So với du học trực tiếp ngay từ năm đầu tại đại học nước ngoài, sinh viên Pathways có giai đoạn học tại Việt Nam và sẽ có nội lực, sự chuẩn bị sẵn sàng hơn cho hành trình du học của mình. Đồng thời, các bạn cũng được thụ hưởng lợi ích của cả hai nền văn hóa trong và ngoài nước. Phát huy và phát triển những nét tối ưu nhất của du học Pathways, chương trình Global Pathways tại ISB hướng tới đào tạo những du học sinh thành công, xoay quanh 3 mục tiêu chính: năng lực học tập, nghề nghiệp và trải nghiệm du học. Mục tiêu đầu tiên và quan trọng nhất của Global Pathways là năng lực học tập. Chương trình Global Pathways hướng tới việc rèn luyện nội lực, giúp sinh viên mở rộng giới hạn của bản thân và phát huy tối đa năng lực học tập trong giai đoạn học tập tại Việt Nam để có kết quả cao nhất khi đi du học. Về mục tiêu nghề nghiệp, Global Pathways giúp sinh viên xây dựng kế hoạch và lộ trình nghề nghiệp rõ ràng, phù hợp với bản thân, cũng như biết cách tìm kiếm những nguồn lực cần thiết để hỗ trợ trong quá trình tìm việc khi đi du học cũng như sau khi tốt nghiệp. Với Global Pathways, ngoài chương trình đào tạo chính khóa, còn có chương trình co-curriculum không kém phần quan trọng, giúp các bạn trang bị một số kỹ năng cần thiết trong quá trình du học như kỹ năng sống và kỹ năng nghề nghiệp. Sinh viên nên đầu tư tham gia và trải nghiệm các hoạt động của chương trình này và các bạn sẽ thấy được ngay hiệu quả khi đặt chân đến Úc hoặc New Zealand. Mục tiêu cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là trải nghiệm du học. Chương trình Global Pathways góp phần trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng sống cần thiết, giúp các em hội nhập thuận lợi và có khả năng sống tự lập để có những trải nghiệm du học vui và ý nghĩa. Global Pathways triển khai hai mô hình du học chuyển tiếp nổi bật với mô hình Global Pathways 2+1 và Global Pathways 1+2. Mô hình du học Global Pathways 1+2 là chương trình đào tạo cử nhân theo mô hình chuyển tiếp du học 1+2 liên kết với các đại học hàng đầu thế giới. Chương trình có tổng thời gian đào tạo là 3 năm và gồm 2 giai đoạn đào tạo. Mô hình du học Global Pathways 2+1 là chương trình đào tạo cử nhân kinh doanh theo mô hình chuyển tiếp du học 2+1 liên kết với 4 đại học hàng đầu ở Úc và New Zealand. Chương trình có tổng thời gian đào tạo là 3 năm, gồm 2 năm tại Việt Nam và 1 năm chuyển tiếp tại nước ngoài. Ngoài ra, sinh viên có thể học thêm một tấm bằng nữa ở bậc đại học hoặc thạc sĩ để đủ điều kiện 2 năm đối với các bạn du học Úc và cơ hội ở lại trải nghiệm, tìm việc ở nước sở tại sau khi tốt nghiệp. Và hơn thế nữa, với 2 tấm bằng này, 2 chuyên môn khác nhau và bổ trợ cho nhau thì cơ hội việc làm của các bạn cũng sẽ cao hơn. KFO tự hào là đối tác giáo dục uy tín của các đại học hàng đầu thế giới tại Úc và New Zealand, giúp sinh viên tiếp cận với nền giáo dục đẳng cấp thế giới và phương pháp giáo dục hiện đại đạt chuẩn quốc tế. Nhập học tại Việt Nam, chuyển tiếp đại học top 1,2% thế giới, khởi đầu hành trình du học ngay hôm nay!